Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em lên tiếp tục video ha. Hôm nay thì video mọi người mấy toàn là này dao Betty nè, với dao lọc, với lại mấy con dao Kyoto ha. Với nè có thì mấy con hàng khá to bự về gia cắt bánh mì ha, cắt bánh mì dưa hấu. Thì kênh của em bây giờ bán là mọi người chuyển khoản bao ship nha. Có thì mọi người cộng giúp em nha. Em cho em có ship bán có không ha mọi người. Bây giờ em vô mã mọc đầu tiên ha. Đây là combo này là hàng đấu giá về đây mọi người. Đây là hàng mới lưu kho nha mọi người, chưa sử dụng luôn nè mọi người. Cái hãng của nó là mọi người nhìn nè. Cái con này nhỏ thì em cầm con này. Đây. Đó. Cái con này dạng giống như sashimi á mọi người, hai mặt ha. Con này thì lưỡi 23 cm nha mọi người. Con này lưỡi 23 nha. Còn con này đây là điều hàng mới mà mọi người chưa sử dụng nha mọi người, đang đánh bóng gương luôn nè, cán gỗ cán ốp. Đây một con, còn con này là con cắt dưa hấu, ở ngoài nó to lắm nha mọi người nè, mọi người nhìn nè, bóng gương nè, chiếu luôn nè đó. Hàng này hàng mới hoàn toàn nha mọi người, cán ốp luôn nha. Cái lưỡi con này nó dài tới 30 cm lên nha mọi người, và bản rộng của nó như 8, và độ dày của nó là 2 ly nha, dày 2 ly, siêu bự luôn, siêu to. Mấy con này dành cho ai mà bán cái gì mà cắt trái cây dưa hấu, hay là cắt trái cây gì to bự, hoặc là cắt mấy cái thịt mà thịt giống như của cây bắp á. Cầm qua này, đây một cặp này nha. Và với lại trong cái bộ của nó có thêm một cái này nữa nha mọi người. Cái này là đồ liếc dao nha mọi người, liếc dao nha, của nó, của hãng luôn nè mọi người, rất là tiện luôn nè mọi người, nhìn thấy không, logo nè, để vô đây kéo thôi, cái này nha, kéo thôi, làm mài thôi. Tại vì thật sự cái này nó to quá, mài nó cũng rất là cực, cho nên xài liếc ha mọi người. Mọi người nhìn nè, bóng gương nhìn vô là thấy rõ luôn, thấy ghê không? Đây là hàng mới hoàn toàn, cái này là em mới để lên chân nó dính nè, chùi. Rồi cặp số 1 này em bán 900 nha mọi người, 900 cho cặp số 1. Số 1 900 ha, gồm nguyên combo của nó đây, 900 nha mọi người. Hàng này lâu lâu mới có nha, to lắm. Ship về điện phí ship hơi bị căng luôn ạ. Số 1 900. Số 2 đây là cái dòng này, là dao này dao mới luôn nha mọi người, của Victory, của hàng Thụy Sĩ luôn nha mọi người, Victory Inox nha mọi người. Và cái con này là con cũng cắt keo bắp gì đó. Cũng cắt mấy cái ở bên Ấn Độ, cái bánh keo bắp gì mà thịt nó người ta để trong nó quay quay á, cái người ta cắt cái nè. Họ lúc trước rất là nhiều xăng, rất là nhiều dòng này nhưng mà không có, nhưng bây giờ em về được 2 con nha. Đây nè, một con này là dạng cái này, còn con này là dạng răng cưa nha mọi người. Đây, đây này là mới hoàn toàn 100% nha mọi người, chưa có sử dụng thôi, không có thiếu cái hộp thôi nha mọi người, cho nên người ta bỏ trong cái bao này, thiếu cái hộp, hàng chưa sử dụng nha mọi người, nhìn đây nha. Cái con này như trên Google bán cái giá nó cũng như 2 triệu mấy, 3 triệu gì vậy phải, nếu em không nhớ nhầm. Đây, dài lắm nha. Con này lưỡi nó tới 36 cm là nha mọi người, và bản rộng 2.8, và độ dày nó là 1.8 ly nha, dẻo dẻo rồi nè. Bởi vì người ta hay cắt thịt, người ta cắt cắt vậy. Rồi con số 2 này bán 790 nha. Số 2 790. Số 3 cũng là cây giống như một cặp của nó luôn á, nhưng mà cái này là dạng cắt bánh mì nha mọi người, cắt bánh mì ha, cắt răng cưa cắt nó cũng được nha mọi người. Đây là dạng răng cưa nè, đó còn một cặp luôn, ở trên cán của nó có g, có khắc cái thương hiệu nữa nè. Cái này thì do không có hộp á cho nên cầm nó hơi bị ấy, nhưng mà là điều hàng mới nha mọi người. Thì cái cây này thì nó ngắn hơn cây kia một tí xíu, là lưỡi có 35 thôi, còn ngoài ra giống nhau nha, 2.8 và 1.3 ly nha mọi người. Và cây số 3 này em bán 750 cho cây bánh mì này nha. Cây bánh mì này bánh kem gì cũng đều được nha mọi người. Bánh mì bánh kem thì rất là đều được ha. Này cắt pizza cũng ngon, để cắt. Rồi đâu về một cặp này nha. Rồi số 3 750 nha. Số 4. Số 4 đây là một con Betty Damascus nha mọi người. Và con này được sử dụng cán gỗ, là cán gỗ ổn định nha mọi người, cán ốp gỗ ổn định nha mọi người. Nói cái cán ốp gỗ ổn định này cũng khá mắc nha mọi người. Em nhà em còn dư cho nên em ốp vô, chứ nếu mà mua một cái cục này cũng 200-300 chứ mít đâu nghe, nó rất là đẹp nha mọi người. Mọi người nhìn nè, vâng, nó như là đây, dạng này là dạng nhỏ, dạng packing packing á nha mọi người, packing á.
Lưỡi của nó là 9.5 nha mọi người, và bản rộng của nó 2.8 và độ dày của nó là 2 ly nha. Nhỏ nhưng có vỏ. Nè mọi người nhìn nè, em có nhúng mép PS sơ là lỗi lên tới sống luôn nè mọi người. Đây là đam kết lỗi VG10 nha mọi người, nhìn đây. Rất là đẹp nha. Nè, thêm cái ổn định nữa mọi người nhìn nè. Rồi con này em bán là 370 ngàn nha. Số 4 370 nha. Con Betty này một con một. Số 5. Con số 5, đây là một con dạng giống như không phải là nó cũng kêu gọi là Betty đi, nhưng mà nó dạng giống như Santoku mọi người, nhưng mà là dạng bự nha mọi người. Con này rất là mới luôn nha. Con này đấu giá về nó đã rất mới rồi, em chỉ mới có đánh bóng sơ qua thôi nha. Đây, cái lưỡi của nó đây mọi người. Cái lưỡi này thì em chưa có nhúng FPS nha. Nó lỗi của nó là VG10 luôn nha mọi người. Nó hơi chói, để em chỉnh lại cho nó tí xíu nha. Đây. Lỗi VG10 luôn nha mọi người. Nè, vân lưỡi của nó rất là đẹp nha. Cái này mà nhúng FPS một cái là lên vân lưỡi nó rợn nha. Nãy em cho em rửa nè, nó đánh bóng cái em rửa nó hơi ấy lên vậy nè. Có đánh bóng á, đánh bóng bằng cái nỉ á, cho nên nó sức dọc xuống rất là đẹp nha, mới không? Cái này lúc đem về nó cũng rất là mới nha. Không bị lỗi gì hết nha. Rồi cái con này là lưỡi là 13.5, bản rộng 3.5 và độ dày của nó là 2 ly. Con số 5 này em bán 300 nha, 300 ha. Do nó cái con này nếu mà cán mà nó hư em dám lấy cũng định âm móp vô nó là đẹp tuyệt vời luôn. Con này 300 nha mọi người, số 5 300. Số 6 cũng là một con Betty nha, nhưng mà là nguyên khối nha mọi người, nguyên khối. Đây hàng của nó đây. Hiro K Santa Siêu, con này thì khâu đúc ha. Cán gỗ mung nè. Nói chung còn khác rất là đẹp luôn. Lưỡi 15 bản rộng 2.9 và độ dày 2 ly. Con số 6 này bán 300 luôn nha. Lâu lâu mới về với mấy dòng petty nhỏ nhỏ nè. Số 7. Số 7 là một con dao lóc nha mọi người. Con dao lóc này là hàng ba lớp, ốp không rỉ và lõi không rỉ luôn nha mọi người. Dao lóc mà hàng không rỉ khó kiếm nha. Và đặc biệt con này cũng khá dày nha mọi người. Ghi ốp cán gần 3 ly, cầm rất là đầm tay nha. Hàng này còn rất là đẹp nha. Khâu đúc luôn. Lưỡi của nó là 14 bản rộng 3.5 và độ dày góc cán 3 ly ha, mỏng về trên mũi. Con số 7 này em bán 380 nha, 380. Số 7 380. Số 8, đây là một con dạng giống như Suzuki file lóc á mọi người. Và con này nó có chữ nó hơi bị mờ nha, và em nhìn sơ được con này là giống như là Toujiro nha mọi người. Nó là dạng 3 lớp và ốp không rỉ và lõi không rỉ là nó rất là mỏng, cho nên mọi người thái hay file thì rất là đã nha mọi người. Cái khâu của nó thì hơi bị lỗi đi xíu nha, lỗi đi xíu nha. Ừ, nhìn đây còn rất là ok nha, nó rất là mỏng nha mọi người, mỏng lắm. Này khoảng chừng 1.2 ly à, nó đầy khoảng 1 ly thôi, mỏng gì trên mũi luôn, cán ốp luôn, cán còn rất là đẹp luôn. Lưỡi là 19 bản rộng 3.5 à, em đo thì góc cán nó là 1.5 ly, nhưng mà chất ra nó chả ở đây còn có 1 ly nha mọi người. Và con số 8 này em bán 280 ngàn nha, 280 cho con phi lê lóc này. Con này mọi người thấy vậy chứ mọi người thái phi lê gì dạng mà vừa vừa nhỏ nhỏ là cực kỳ ngon luôn. Con số 9 đây là một con Yanagiba gọi là sashimi nha mọi người. Hàng này là hàng không rỉ nha, nguyên khối nha mọi người, còn rất là mới và đẹp luôn. Cán gỗ Bách Ca luôn, thì nó không có, nó chỉ có đề MSE thôi nha mọi người. Hàng thép không rỉ đề chưa mở MSE thôi. Lưỡi của nó là 21 bản rộng 3 và độ dày 2 ly. Con số 9 này em bán 290 nha, 290. Lưỡi hơi ngắn, bán 29, con này mà lưỡi dài ngon ha. Số 9 290. Số 10. Số 10 đây là con dao Đức hiếm gặp đây. Nè, dòng dao Đức này. Dòng này. Dòng Twin. Mọi người có thể search cái thương hiệu nó ra, con này ra nha. Giá cũng hơi mắc nếu mà hàng mới nha mọi người. Cái khâu này là khâu chéo luôn nè, khâu này là khâu chéo luôn. Thông thường những con mà làm khâu chéo là nó rất là mắc. Và cái cán của nó là một cái gọi là cán nhựa, mà gọi là nhựa tổng hợp rất là bền, siêu bền luôn nha mọi người. Thông thường dao Đức thì nó hay làm nhựa tổng hợp cán lắm nha. Chỉ có dòng đầu dòng dòng cũ hồi xưa, dòng đời đầu thì nó hay làm còn cán gỗ. Còn mấy dòng sau này là nó làm toàn là cán nhựa tổng hợp, hàng gọi là siêu bền, siêu chống dính. Nói chung bây giờ mấy cái dòng bây giờ nó hay làm những cái loại cán nhựa là nhiều mọi người, nhưng mà cái nhựa tổng hợp cũng khá mắc tiền á, tại vì nó chịu đựng được theo thời gian, chống nước này nọ nữa.
cái con số 10 này là lưỡi 18 nha. Con dao đứt này lưỡi 18, bản rộng 4.7 và độ dày nó là 2 ly. Con số 10 này em bán 390 nha, cho con dao đứt này 390. Này rất là đẹp luôn, còn rất là đẹp. Đa phần đấu giá về thì cũng lựa những con đẹp chứ không có xấu nha. Con số 10, 11, 11 đây là con dao đứt Gyuto nha mọi người. Dòng này dòng Gyuto này, dòng đại đầu nè mọi người. Nè mọi người nè, nhìn thấy không? Dòng đại đầu nè, là cán gỗ nè. Khâu đúc nè. Gyuto nha. Lưỡi 21, ban rộng 4.2, độ dày 2 ly, số 11 này em bán 390 luôn nha. Dòng Gyuto bán 390 luôn. Cái này cũng là thép nguyên khối luôn. Số 12, 12 đây là một con dạng, con này là của Kai nha mọi người, Kai nè. Chữ nó hơi mờ ở bên đây. Cái đàn nó hơi, mọi người cầm ở ngoài là mọi người đây nè, đó thấy không, cài nè ha. Đây, nó hơi chữ hơi mờ. Dạng filet lóc nha mọi người. Con này là thép nguyên nguyên khối luôn nha mọi người. Con này xài biết bao giờ nó mới hết thép. Nếu mà hết thép thì mọi người cắt cắt là mót để làm thành một con dao lọc luôn, cũng ngon nữa. Khâu đúc luôn nè, cầm rất là nặng và đầm tay luôn nha. Thì con này lưỡi 23, bản rộng 4 và độ dày con này dày hơi dày nha. 2.2, 2.3 ly là nha mọi người. Khâu đúc luôn. Còn rất là đẹp. Cán đẹp luôn. Rồi con số 12 này em bán 330 nha, 330, số 12 330. 13, 13 đây là một con dao được gọi là giống như Silver của châu Âu, mà đúng hơn nó là của châu Âu nha mọi người. Nó là Cooking Guild đây mọi người. Và con này là hàng 3 lớp nha mọi người. Nè, lỗi lên tới sống luôn, mọi người nhìn nè. Nè mọi người nhìn trong cái phần trong đây nè, thấy nó lỗi nó lên tới trên đây nè. Nói chung là lỗi lên tới sống hết nha mọi người. Đây 3 lớp nè, vân lưỡi rất là đẹp nha. Hàng này xài biết bao giờ mới hết thép. Cán này là em tự làm nha mọi người, không có được chỉnh chu cho lắm, cho nên mọi người thông cảm nha. Mà cái này là bữa em còn dư mấy cái cán ốp gỗ bách ca, cho nên em làm phần dưới đây, với lại em làm không có khâu trên đây nữa. Thì bây giờ cán ốp gỗ bách ca thì hết hàng rồi nha, mọi người đừng có nhắn tin hỏi em còn không, em hết rồi ha. Nha, con này ba lớp đây, vân lưỡi rất là đẹp nha. Và con này là thái băm nha mọi người, thái băm không chặt nha mọi người, thái băm thôi hay thái băm thôi nha. Cooking Guild nha mọi người. Còn một cây này, lưỡi con này 20. Đây mọi người nhìn nè, nó có cái đầu cong này, cầm thái bầm rất là đã nha. Lưỡi 20, bản rộng 9 và độ dày của nó là 2.5 ly nha mọi người. Dày lắm nha, 2.5 ly lận. Phiên bản Âu thông thường nó hay làm mấy cái khí khía này trên đây lắm nha. Và con này là em bán 750 nha. Số 13 750. Cuối cùng số 14 là một cặp dao nha. Cặp dao này là con này là của Tojiro nha mọi người. Con này của Tojiro nha. Nó còn chữ M bên đây nè, đó mọi người nhìn nè, Tojiro nè, lỗi VG10 nè, hàng 3 lớp lỗi không rỉ nè, đó thằng chữ M bên đây. Đây. Con này là Betty nha mọi người, cho nó về gãy mũi cho nên em mod để thành dáng giống như dạng Karisuke nha mọi người, rất là tiện công năng nha mọi người. Một con dao nhỏ nhưng mà rất là chỉnh chu luôn, cực kỳ đẹp. Đây, một con này thì lưỡi nó 9.5 nha mọi người, 9.5 ha. Còn con này á thì em không tra được hãng, nhưng mà thép nó cực kỳ cứng luôn, và em mài nó thì nó rất là siêu cứng luôn nha mọi người. Và thứ hai nữa, em để lên máy em mài thử á thì nó ra một cái tia lửa rất là nâu đậm, là theo kinh nghiệm của em con này sử dụng thép xanh nha mọi người, tại vì nó rất là cứng. Đây mọi người nhìn nè, lỗi nó lên tới sống nè. Còn ai mà biết cái chữ này của thương hiệu nào thì mọi người có thể tra là biết được, nhưng mà theo khả năng của em đoán cái này sử dụng thép giấy xanh nha mọi người. Khâu nó là khâu còn rất là đẹp luôn, cắn ốp. Lưỡi con này con bự thì lưỡi 17 nha, và con nhỏ thì lưỡi 9.5 ha. Và một cặp này, con cặp số 14 này cuối cùng thì em bán là cặp ngàn nha, bán 470 ngàn nha mọi người. Nếu không không bán được thì em lấy cặp này em xài luôn. Ngọ con này em xài cũng rất là ngon. 470 nha. Rồi, mọi người chốt mã nào cứ nhắn tin qua số điện thoại của em nha, em để trên tiêu đề á. Zalo nha, đặc biệt mọi người chốt thì cứ nhắn Zalo đi cho dễ hơn. Rồi em cảm ơn tất cả mọi người đã dõi video của em. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Đợt sau em sẽ là về được một lô cũng 8 9 10 con người giao Gyuto là bự nha. Hàng từ hai mấy cho lên thôi mà.